Vâng, xin chào bà con, rất vui được gặp bà con trong tối live stream ngày hôm nay. Chương trình tư vấn trực tiếp trên kênh YouTube chuyên gia Phạm Ngọc Thạch và trang fanpage Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch phát trong tuần vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7 vào lúc 20 giờ. Qua một tuần thử nghiệm, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều bà con tương tác và đã phản hồi rất tích cực, và đây cũng là một cái nguồn động viên để chúng tôi phát triển thêm nội dung cũng như là cải tiến kênh để tư vấn cho bà con với một cái hiệu quả cao trong cái quá trình khống chế cũng như là trong quá trình tư vấn chuyên môn chăn nuôi thú y. Bên cạnh nội dung tương tác cũng như là tư vấn trực tiếp, tuần tới tôi sẽ đi tới một số các cái trang trại để giới thiệu cho bà con những cái trang trại mà có cái quy mô chăn nuôi hiệu quả và chăn nuôi rất tốt. Bà con quan tâm thì sẽ đăng ký vào kênh YouTube chuyên gia Phạm Ngọc Thạch và trang fanpage Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch để chúng ta cùng tương tác nâng cao cái hiệu quả trong chăn nuôi. Như thông lệ thì trong buổi hôm nay tôi trao đổi với bà con trong vòng một tiếng, nên bà con có những thắc mắc gì và có những vấn đề gì trong quá trình chăn nuôi cũng như trong quá trình khống chế dịch bệnh sẽ đưa ra những câu hỏi để cho ban thư ký tập hợp và đưa cho tôi sẽ tương tác cùng bà con và trả lời bà con một cách tốt nhất. Thưa bà con, trong khi chờ bà con đặt câu hỏi, chúng ta sẽ lướt qua một số cái tin nóng trong cái mục đọc báo của người chăn nuôi. Trong ngày hôm nay, người chăn nuôi trong ngày hôm nay với cái mục đọc báo của người chăn nuôi, tôi sẽ chia sẻ với bà con về chủng virus cúm heo mới ở Trung Quốc. Theo hãng tin AP, một nghiên cứu công bố vào thứ hai tuần này trên tạp chí khoa học Mỹ PNAS cho biết các nhà khoa học đã phát hiện một chủng cúm heo mới xuất hiện ở Trung Quốc có đầy đủ những đặc điểm cần thiết để lây sang người. Theo kết quả nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học thuộc nhiều trường đại học của Trung Quốc và Trung tâm Phòng chống cũng như Kiểm soát Dịch bệnh ở Trung Quốc, chủng virus cúm heo mới có tên là G4 và có nguồn gốc gen từ chủng virus H1N1 đã từng gây ra đại dịch năm 2009. Nhóm nghiên cứu này cho biết G4 là một chủng virus có tính gây lây nhiễm rất cao, có thể nhân bản trong tế bào người và có thể gây ra những triệu chứng nghiêm trọng hơn ở chuột hương so với các chủng virus khác. Xoay quanh vấn đề này, ngày hôm nay trên báo Pháp Luật của chúng ta có bài Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo Thủ tướng về cúm heo. Cụ thể, các chuyên gia nông nghiệp Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết virus cúm heo H1N1 G4 không phải là mới và không gây bệnh cho con người cũng như động vật một cách dễ dàng. Một chủng tương tự như G4 đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO và các cơ quan liên quan ở Trung Quốc theo dõi, giám sát liên tục từ năm 2011. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết hiện nay các phòng thí nghiệm thuộc Cục Thú y đều có đủ khả năng nguyên liệu xét nghiệm phát hiện virus cúm nói chung, trong đó có virus cúm heo, kể cả chủng PDM09 H1N1 bằng phương pháp real-time PCR và giải trình tự gen của virus cúm này. Đề xuất một số giải pháp phòng chống bệnh cúm trên động vật, trong đó có bệnh cúm heo. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Thủ tướng cho bộ này chủ trì phối hợp với Bộ Y tế tổ chức giám sát cúm heo ở người cũng như ở heo, đặc biệt là chủng PDM09 H1N1 và các chủng có khả năng lây sang người. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tiếp tục phối hợp với các nước, các tổ chức quốc tế thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về cúm heo,
Vì thế bà con chăn nuôi chúng ta không nên quá hoang mang. Tôi nhắc lại, mặc dù đây là một chủng virus mới, đó, lây lan nhanh như vậy và nguy hiểm như vậy, nhưng với cái tiềm năng của chúng ta thì bà con chúng ta cũng không nên quá hoang mang. Theo chuyên gia, để đề phòng cúm, để đề phòng sớm cái bệnh cúm lợn mới này, thì bà con chúng ta cần phải tiến hành một số các cái biện pháp sau đây. Thứ nhất là vệ sinh thú y, tức là vệ sinh thú y ở đây là chuồng nuôi phải thường xuyên sạch sẽ khô ráo, định kỳ tẩy uế chuồng nuôi và tẩy uế môi trường xung quanh, thì đây là cái bước thứ nhất. Bước thứ hai là không được vận chuyển gia súc ốm từ nơi này qua nơi khác, đặc biệt là cái sự giao thương giữa các nước với các cái vùng biên giới, ví dụ như ở Trung Quốc hoặc một số các cái nước ở cái quanh biên giới khác. Đồng thời cần phải chăm sóc nuôi dưỡng đàn lợn được tốt, cụ thể các chất thức ăn phải đầy đủ các chất dinh dưỡng và các chất dinh dưỡng phải cân đối với nhau. Đồng thời phải định kỳ bổ sung các thuốc có tác dụng để nâng cao sức đề kháng cũng như bồi bổ cơ thể. Và một biện pháp không thể không tiến hành, đó là phải tiêm phòng vaccine một số các bệnh thông thường cho lợn để nâng cao cái hiệu quả phòng chống bệnh đối với đàn lợn. Và với các biện pháp trên thì chúng ta sẽ hạn chế và khống chế được cái bệnh cúm heo do một loại virus cúm mới đang lây lan rất nhanh trên đàn lợn ở Trung Quốc gây nên. Vâng, sang phần giải đáp câu hỏi chăn nuôi trực tuyến. Mở đầu trong phần này, tôi xin trả lời câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi này có cho tài khoản Facebook và có tên là bác sĩ thú y Đức Thành. Câu hỏi có nêu như sau: với bê nghé tầm 2 tháng tuổi bị hét ni rốn, bình thường em hay cố định bằng cách trói chân và có người giữ nằm ngửa lên để xử lý nhưng rất vất vả. Vậy thì cho em hỏi có cách cố định nào an toàn và hiệu quả khi xử lý hét nuôi rốn ở bê nghé 2 tháng tuổi không ạ? Thưa anh có tên trên Facebook là bác sĩ thú y Đức Thành, đối với bê nghé khi mà bị hét ly thì cái áp lực xoang bụng rất là lớn. Thì cái áp lực xoang bụng lớn ở đây là do cái dạ cỏ cũng như là cái bộ máy tiêu hóa rất là lớn, nó có một cái khối lượng rất là lớn. Vì vậy nếu mà chúng ta không cố định nằm ngửa thì trong quá trình mà chúng ta phẫu thuật để đưa ruột trở về cái xoang bụng rất khó khăn. Cho nên cái cách cố định tốt nhất như anh thường làm là đúng và không có một cách nào để thay thế khác được. Nhưng một điều cần chú ý là khi mà đã phẫu thuật đưa ruột trở lại cái xoang bụng thì cần phải có các cái biện pháp khâu. Thứ nhất là khâu vắn, và thứ hai là khâu liên tục, và thứ ba là khâu nút một. Và đặc biệt là khi mà đã phẫu thuật và khâu xong thì cần phải có một cái tấm. Thì cái tấm ở đây là có thể là tấm gỗ hoặc là có thể là bằng một cái võng áp sát vào cái thành bụng nơi mà chúng ta đã phẫu thuật để đưa ruột vào, với cái tác dụng để giảm cái áp lực ở xoang bụng, hay nói về khác để giảm cái sự chèn ép với bộ phận tiêu hóa như dạ cỏ cũng như là ruột. Chèn ép nó sẽ gây đứt các cái nút khâu ở xoang phúc mạc, ở phúc mạc cũng như là cơ và bộ phận ở trên da. Thì
Trường hợp này trước kia chúng tôi cũng đã tiến hành phẫu thuật cho một số các cái ca, nhưng các ca bệnh là trâu và là bò. Vì vậy mà cái việc mà cố định để giảm cái áp lực ở trong song bụng khi mà đã phẫu thuật xong là một khâu quyết định. Còn nếu không thì cái việc phẫu thuật của chúng ta sẽ không thành công. Và tôi nhắc lại là cái quá trình mà cố định để mà can thiệp cái hernia rốn đối với bê nghé cũng như đối với trâu bò, biện pháp cố định tốt nhất là phải cố định chân và để cho bê nghé cũng như là trâu bò nằm ngửa để chúng ta tiến hành phẫu thuật, chứ còn không còn có cái phương pháp cố định nào khác tốt hơn nữa. Câu hỏi thứ hai, anh Ngô Trái có hỏi: bò mẹ mấy ngày hôm nay mấy ngày hôm trước vẫn ăn uống bình thường, sáng hôm nay khó đứng dậy và khi đứng lại đi siêu vẹo và té ngã đầu qua lắc đi lắc lại và vẫn có lúc vẫn ăn uống bình thường. Nếu để lâu bò nằm liệt và không đứng dậy được nữa, hai ngày hôm trước có 2 con và ngày hôm sau thêm 5 con. Thưa anh Trái, với những biện pháp trên đàn bò như anh mô tả, theo chúng tôi đàn bò mắc bệnh cúm bò hay là cúm trâu bò thì đây là một bệnh mà nó tiến triển rất nhanh và lây lan rất nhanh, và với cái biểu hiện lâm sàng cũng rất là nặng. Nếu mà chúng ta can thiệp không tốt và không nhanh thì cái hiệu quả điều trị thường không cao. Trong vấn đề này, để khắc phục cái hiện tượng trên đàn bò mà như anh mô tả thì theo chúng tôi thì anh cần phải tiến hành các cái bước sau đây. Bước thứ nhất là phải tách những bò bị bệnh ra khỏi đàn và đồng thời phải chăm sóc nuôi dưỡng đàn bò cho tốt. Cụ thể trong những ngày nắng nóng, anh cần phải giữ mát cho bò, đặc biệt là chuồng bò phải thông thoáng và sạch sẽ. Sau đó anh tiến hành các cái bước sau đây. Thứ nhất là anh dùng thuốc để nâng cao sức đề kháng cũng như là bồi bổ cơ thể, thì anh dùng một số các cái thuốc như sau: vitamin C cộng với vitamin B1 cộng với caffeine, caffeine là thuốc trợ tim, và cộng với urotropin. Urotropin là một cái thuốc mà giải độc cho cơ thể rất là tốt. Tôi nhắc lại là dùng vitamin C kết hợp với B1, kết hợp với caffeine và kết hợp với urotropin tiêm bắp cho bò ngày 2 lần. Dùng thuốc bồi bổ cơ thể đó là Satosan hoặc là Catosan, cũng tiêm bắp cho bò ngày 2 lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Thứ ba là dùng một số các loại kháng sinh để điều trị cái vi khuẩn bội nhiễm. Thì các loại kháng sinh anh có thể dùng phối hợp như sau: như Amoc, LA hoặc là Gen Moc LA, tiêm cho bò vào buổi sáng. Còn buổi chiều thì dùng những chế phẩm có Ceftifur như là Cept 5.0 hoặc là Biocept, tiêm cho bò vào buổi chiều, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và dùng dung dịch đường gluco thì đường gluco này nồng độ là phải 10%, liều lượng là 1000 ml. Và thuốc trợ tim đó là caffeine, nồng độ 20%, 10 ml. Hai loại thuốc này trộn đều, tiêm truyền chậm vào tĩnh mạch. Tôi nhắc lại, trong trường hợp này thì anh cần phải dùng các cái thuốc theo một cái phác đồ như sau: thuốc trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề kháng cũng như bồi bổ cơ thể.
như vitamin C kết hợp với B1 kết hợp với carnein và kết hợp với urotropin tiêm cho bò ngày 2 lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Dùng satosan hoặc catosan tiêm cho bò ngày 1 lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và dùng kháng sinh để điều trị những vi khuẩn bụi nhiễm hoặc là bệnh kế phát, thì anh dùng amoxicillin hoặc là zenmoxicillin tiêm buổi sáng, còn buổi chiều dùng ceftifur. Những chế phẩm có ceftifur ví dụ như là cef 5.0 hoặc piocef hoặc là cefket 510 tiêm buổi chiều, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Đặc biệt là phải dùng dung dịch đường gluco 10%, liều lượng là 1000 ml, cùng với thuốc trợ tim đó là caffeine 20% 10 ml. Hai loại này trộn đều với nhau tiêm truyền chậm vào tĩnh mạch cho bò ngày 1 lần. Và dùng thuốc để tăng cường cái trương lực cơ cũng như là tăng cường quá trình tiêu hóa hấp thu, thì anh dùng citrulline sulfate 0,1% 5 ml, cùng với vitamin B1 là 2,5% 10 ml. Hai loại thuốc này trộn đều với nhau tiêm chậm vào bắp, hai loại này thuốc này tiêm trộn vào nhau tiêm vào bắp ngày 1 lần. Và với phác đồ trên anh điều trị liên tục 5 đến 7 ngày sẽ khắc phục được cái hiện tượng trên đàn bò như anh mô tả. Chúc anh xử lý thành công. Vâng, một cái câu hỏi của anh Bảo Trọng. Vâng. Vịt nhà em được 40 ngày tuổi, ăn giảm, một số con đi lại siêu vẹo, bại chân, mổ thấy tích nước vàng trong xoang bụng, đã tiêm xét nhưng không khỏi. Thầy cho em xin biết là bệnh gì và phác đồ điều trị. Thưa anh Bảo Trọng, với cái biểu hiện trên đàn vịt như anh mô tả, thì theo chúng tôi, đàn vịt của nhà anh mắc bệnh bại huyết và có ghép với thương hàm. Để khắc phục hiện tượng trên thì anh cần tiến hành các cái bước sau đây. Thứ nhất, tách vịt bệnh ra khỏi đàn, tách vịt bệnh ra khỏi đàn và chăm sóc nuôi dưỡng cho tốt. Tức là gì? Cái việc tách vịt ra khỏi đàn nó có mấy cái tác dụng. Tác dụng thứ nhất là dễ theo dõi, tác dụng thứ hai là dễ chăm sóc nuôi dưỡng, tác dụng thứ ba là dễ điều trị, và tác dụng thứ tư để dễ hồi phục những con quá yếu. Đồng thời anh dùng theo một cái phác đồ điều trị như sau. Việc đầu tiên, anh cho toàn bộ đàn vịt uống nước tỏi. Thì nước tỏi như chúng tôi đã tư vấn cho một số bà con trên cái kênh VTC16 cũng như là các cái trang trại, 100g tỏi giã nhỏ pha với 10 lít nước, gạn lấy nước trong cho vịt uống tự do hàng ngày, và bã tỏi trộn vào khẩu phần ăn cho vịt ăn hàng ngày. Đồng thời dùng thuốc điều trị theo cái phác đồ như sau. Lần đầu tiên là dùng kháng thể dịch tả và viêm gan ngăn vịt. Để tiêm cho toàn bộ đàn vịt. Thứ hai là dùng một số các cái loại kháng sinh đặc trị đối với bại huyết cũng như là thương hàn. Thì anh dùng như sau: amox 50 hoặc là amox 75. Anh phối hợp với colistin hoặc là phối hợp với enzoflox hoặc là phối hợp với thiamphenicol. Một trong các loại thuốc này anh trộn vào khẩu phần ăn hàng ngày hoặc có thể là trộn vào nước uống hàng ngày cho vịt ăn hoặc là uống liên tục 5 đến 7 ngày. Để cho đàn vịt nhanh chóng hồi phục thì anh dùng điện giải gluco KC cộng với vitamin tổng hợp như là multivit
và cộng với ADE và cộng với giải độc gan thận. Tôi nhắc lại cái phác đồ điều trị như sau. Ngoài cái biện pháp mà cải thiện cái môi trường chăn nuôi thì anh dùng một cái phác đồ mà chúng tôi nêu như sau. Thứ nhất là dùng cái kháng thể dịch tả và viêm gan gan vịt tiêm cho toàn bộ đàn vịt liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm và tiêm liên tục 3 ngày liền. Đồng thời với việc tiêm kháng thể dịch tả và viêm gan gan vịt thì anh dùng một số các cái loại thuốc mà đặc trị đối với thương hàn cũng như đặc trị đối với bại huyết như sau: Amoc 50 hoặc Amoc 75 kết hợp với một trong các cái loại thuốc như sau như colistin hoặc là enzoflox hoặc là thiamphenicol hoặc là chlorphenicol hoặc là ampicillin trộn vào khẩu phần ăn hoặc là pha với nước uống. Và anh cần lưu ý khi trộn vào khẩu phần ăn cũng như với nước uống hàng ngày thì anh chỉ trộn với 1/3 lượng thức ăn hàng ngày hoặc là 1/3 cái lượng nước uống hàng ngày để cho vịt ăn hoặc là uống nước để có hết cái lượng thuốc hàng ngày thì mới có hiệu quả điều trị cao. Và với cái loại thuốc này cho vịt ăn hoặc uống liên tục 5-7 ngày để cho đàn vịt nhanh chóng hồi phục thì anh dùng điện giải glucocase kết hợp với vitamin tổng hợp như multivit C hoặc là polyvitamin hoặc là supervita kết hợp với vitamin A, D, E và kết hợp với giải độc gan thận hòa với nước sạch cho vịt uống liên tục 10-15 ngày. Với phác đồ trên sẽ khắc phục được cái hiện tượng trên đàn vịt như anh mô tả. Chúc anh xử lý thành công. Vâng, một câu hỏi tiếp theo của anh Khắc Hùng. Thầy giải đáp hộ em cái hiện tượng bò bị chảy nước mắt xuất hiện cả trên bò mẹ và nghé. Nếu điều trị thì dùng thuốc gì? Vâng, thưa anh, cái hiện tượng mà bò chảy nước mắt do mấy cái nguyên nhân sau đây. Nguyên nhân thứ nhất là do viêm kết mạc hoặc là do viêm giác mạc mắt. Thì đấy là cái nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai là do kế phát của bệnh ký sinh trùng đường máu. Nhưng trên thực tế, nếu mà bò mà bị chảy nước mắt nhiều và với thời gian kéo dài thì theo chúng tôi đã kiểm tra cũng như đã xác định và điều trị rất nhiều trường hợp thì đây là cái hiện tượng kế phát từ bệnh ký sinh trùng đường máu. Do vậy, anh cần tiến hành theo các cái bước sau đây. Việc đầu tiên là anh phải cải thiện lại môi trường chăn nuôi. Cái cải thiện môi trường chăn nuôi ở đây là gì? Anh phải dọn vệ sinh chuồng nuôi, giữ cho chuồng nuôi thường xuyên sạch sẽ khô ráo. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng phải giữ cho chuồng nuôi thường xuyên mát và thông thoáng. Sau đó anh dùng theo một cái phác đồ điều trị như sau. Việc đầu tiên là dùng cái răng tamisin dạng nước. Răng tamisin dạng nước nhỏ vào mắt ngày 2 lần sáng và chiều. Sau đó là anh dùng một trong các loại kháng sinh sau đây để anh tiêm như Amoc LA hoặc là Genmoc LA hoặc là gentamicin hoặc là lancoxin. Đồng thời dùng thuốc trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề kháng như vitamin C kết hợp với vitamin B1 kết hợp với caffeine và kết hợp với urotropin. Dùng satosan hoặc là catosan. Tôi nhắc lại, ngoài cái pháp cải
thiện cái môi trường chăn nuôi thì anh dùng một cái phác đồ mà chúng tôi nêu như sau. Đầu tiên là dùng răng tamisin dạng nước. Tôi nhắc lại là răng tamisin dạng nước nhỏ vào mắt bò và bê nghé ngày 2 lần sáng và chiều. Cùng với việc mà rõ răng tamisin vào mắt cho bò và cho bê nghé ngày 2 lần thì anh dùng một trong các loại kháng sinh sau đây để điều trị toàn thân. Anh dùng Amoxicillin LA hoặc là Zenmoxicillin LA hoặc là Lancoxin hoặc là Gentamicin hoặc là Gentatilo tiêm cho bò và bê nghé ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và dùng thuốc trợ sức trợ lực nâng cao sức đề kháng bồi bổ cơ thể như vitamin C kết hợp B1 kết hợp với caffeine kết hợp với urotropin tiêm cho bò, cho bê nghé ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Dùng Satosan hoặc Catosan tiêm cho bò hoặc là bê nghé ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Với phác đồ trên, anh điều trị liên tục 5 đến 7 ngày. Và sau 5-7 ngày, anh dùng thuốc để điều trị ký sinh trùng đường máu. Thì thuốc điều trị ký sinh trùng đường máu như sau. Anh dùng Azidin hoặc là Tri-Panosoma Tôi nhắc lại là thuốc để điều trị ký sinh trùng đường máu. Tất nhiên có rất nhiều các loại thuốc để điều trị, nhưng hiện nay người ta dùng hai loại thuốc này thông dụng, đó là Azidin hoặc là Tri-Panosoma. Thế vậy thì một trong hai loại thuốc này anh tiêm cho bò hoặc là cho bê nghé một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và 4 đến 6 ngày sau anh lại tiêm lần thứ hai, và liều lượng của lần thứ hai này cũng đúng như liều lượng của lần thứ nhất, và với phác đồ trên sẽ khắc phục được cái hiện tượng viêm mắt, chảy nước mắt trên đàn trâu bò cũng như đàn bê nghé của nhà anh. Chúc anh xử lý thành công. Anh Trinh Nữ có câu hỏi như sau. Cho em hỏi, bò đang bình thường, ngã lăn ra, sùi bọt mép, cứng đơ bốn chân và co giật, chữa như thế nào? Vâng, thưa anh, cái hiện tượng như mô tả trên con bò của nhà anh, theo chúng tôi có hai cái khả năng như sau. Khả năng thứ nhất là cái hiện tượng bò bị trúng độc một số các loại chất độc. Khả năng thứ hai là có thể do cái hiện tượng nắng nóng, đặc biệt trong những ngày nắng nóng gây cái hiện tượng cảm nắng cảm nóng và gây chướng hơi dạ cỏ. Để khắc phục cái hiện tượng này thì anh cần tiến hành các cái bước sau đây. Bước thứ nhất là anh phải đưa bò vào cái nơi râm mát, thì đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là anh dùng nước đá trường lên vùng đầu và vùng trán của bò, và đồng thời dùng nước lạnh phun lên toàn thân con bò. Thì đấy là cái bước thứ nhất, có tác dụng để giảm cái nhiệt độ đối với vùng đầu và giảm nhiệt độ toàn thân. Đồng thời anh dùng một trong các cái loại thuốc sau đây để nâng cao sức đề kháng, tăng cường giải độc cũng như là bồi bổ cơ thể, đó là vitamin C cộng với B1 cộng với caffeine, và dùng thuốc giảm sốt. Anh có thể dùng là Anagin C hoặc có thể là dùng Para-C tiêm hoặc là cho bò uống, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Thứ ba là dùng thuốc an thần. Thì trong trường hợp này là có hiện tượng co giật thì anh có thể dùng một trong các loại thuốc an thần sau đây.
như là aminazin. Aminazin hoặc có thể là dùng prozin. Anh tiêm cho bò liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và trong trường hợp anh kiểm tra, nếu mà bò bị chứng hơi dạ cỏ thì anh dùng cái nước rượu tỏi, như tỏi 3 đến 4 củ giã nhỏ và pha với 50ml rượu cho bò uống, cùng với việc là xoa bóp cái dạ cỏ. Tôi nhắc lại là đối với con bò của nhà anh thì anh dùng các loại thuốc, ngoài cái việc mà hộ lý chăm sóc tốt như tôi nói, tức là đưa bò vào cái nơi thoáng mát, dùng nước đá chườm vào vùng đầu, dùng nước lạnh phun vào toàn thân, đồng thời anh dùng theo một cái phác đồ thuốc như sau: dùng vitamin C kết hợp với B1 kết hợp với caffeine kết hợp với urotropin tiêm cho bò liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, và dùng thuốc để giảm sốt như dùng Paracê hoặc là Allergin C tiêm bắp hoặc là cho uống, và dùng thuốc giảm cái hiện tượng co giật hay là thuốc an thần như là Aminazin hoặc là Prozin. Rồi anh tiếp tục dùng nước tỏi, nếu mà bò bị chứng hơi, 3 củ tỏi anh giã nhỏ pha với 50ml rượu để tiêm, để cho bò uống ngày một lần. Và nếu có điều kiện, anh dùng dung dịch đường gluco 10% kết hợp với caffeine, tức là thuốc trợ tim. Thế vậy dung dịch đường gluco 10% anh dùng với liều lượng là 1000ml hay gọi là 1 lít, hay gọi là 1 lít, và caffeine 20% 10ml. Hai loại thuốc này anh trộn lẫn vào nhau và tiêm truyền chậm vào tĩnh mạch. Công việc này nếu mà anh không thực hiện được thì anh mời cán bộ thú y đến giúp. Và một vấn đề hết sức lưu ý, đối với bò nằm thì bằng mọi cách anh phải cho bò đứng lên, có thể là dùng võng hoặc có thể dùng gióng để cho bò đứng lên. Nếu không bò không đứng lên được thì sẽ dẫn đến hiện tượng chứng hơi dạ cỏ, và khi mà chứng hơi dạ cỏ nặng nó sẽ tăng cái áp lực trong xoang bụng và nó chèn ép lên xoang ngực, sẽ gây hiện tượng ngạt thở mà con vật chết. Vì vậy trong trường hợp này anh cần phải can thiệp theo các cái bước mà chúng tôi tư vấn. Anh Vinh Quang có câu hỏi: gà 22 đến 35 ngày tuổi hay bị sổ mũi, em đã tiêm phòng đầy đủ APV, Coryza và IRT, các bệnh liên quan đến đường hô hấp, mà khi bị sổ mũi thì uống không sao điều trị, không, nhưng sao điều trị không có hiệu quả, tức là dùng các cái thuốc mà uống mà điều trị không có hiệu quả. Thầy cho em một cái phác đồ điều trị cái viêm xoang mũi hiệu quả được không? Vâng, thưa anh, cái hiện tượng mà sổ mũi khẹt do mấy cái bệnh gây nên như sau. Thứ nhất là bệnh CRD hay còn gọi là viêm đường hô hấp mạn tính. Thứ hai là ORT. Thứ ba là Coryza. Thứ tư là APV. Và thứ năm là IRT. Và thứ sáu là IB. Thế vậy thì nhiều trường hợp chúng tôi đã đến các cái cơ sở chăn nuôi, các cái trang trại đã dùng phác đồ điều trị, nhưng cái việc dùng phác đồ điều trị ở đây là không đúng, bởi vì là không chẩn đoán phân biệt được chính xác đó là bệnh gì, mà đây chỉ với là triệu chứng. Do vậy mà các trang trại thường điều trị theo triệu chứng. Trong trường hợp này theo chúng tôi thì anh cần phải tiến hành điều trị theo một cái phác đồ như sau.
Và trong trường hợp này, chúng tôi cũng đã tư vấn cho rất nhiều các trang trại điều trị có hiệu quả cao. Cụ thể là anh dùng kháng thể gum tiêm cho toàn bộ đàn gà, tiêm liên tục 3 ngày liền. Và sau 3 ngày tiêm kháng thể gum thì dùng cái vaccine NDIB nhỏ cho toàn bộ đàn gà với liều gấp 2 lần so với liều tiêm phòng. Và dùng một số các loại thuốc mà có tác dụng để điều trị cái vi khuẩn bụi nhiễm thì anh có thể dùng phối hợp như sau, như timicosin hoặc là cefotaxim. Hoặc là erythromycin. Một trong các loại thuốc này anh phối hợp với prednisolone. Prednisolone này mua ở người 1 vỉ 10 viên tán nhỏ dùng cho 2 tạ gà. Đồng thời dùng bromhexin và để cho đàn gà nhanh chóng được hồi phục thì dùng glucocase thảo dược kết hợp với multivit kết hợp với giải độc gan thận. Tôi nhắc lại cái phác đồ điều trị trên đàn gà cho anh Vinh Quang như sau. Việc đầu tiên là cải thiện cái môi trường chăn nuôi. Thế vậy cải thiện môi trường chăn nuôi ở đây là gì? Anh phải thay chất độ chuồng và đồng thời kiểm tra xem nếu mật độ đàn gà quá đông thì anh phải giãn mật độ. Đặc biệt trong những ngày nắng nóng thì chuồng phải luôn sạch sẽ, khô ráo và thông thoáng. Thì đấy là cái cải thiện cái môi trường chăn nuôi. Và trong trường hợp nếu mà có hiện tượng sổ mũi nhiều và hen khệt nhiều thì anh có thể dùng một cái biện pháp như sau. Anh cho toàn bộ đàn gà xông cái hơi quả bồ kết. Cái quả bồ kết ở đây là quả bồ kết phải là quả bồ kết khô. Anh đưa vào 4 cái chậu thau để ở 4 góc chuồng. Chậu thau ở đây là phải thau bằng sành hoặc là bằng tôn hoặc là bằng nhôm. Chứ nếu mà bằng các cái vật liệu dễ cháy thì rất là nguy hiểm. Thế vậy thì mỗi một cái chậu thau anh cho một cái nắm quả bồ kết, sau đó anh đốt quả bồ kết, thì quả bồ kết khi mà cháy thì nó không cháy bốc thành lửa mà nó có khói lên, thì cái này nó có tác dụng là giảm cái hiện tượng hen khẹt, giảm hiện tượng sổ mũi và gà dễ thở rất là tốt. Thế việc xông quả bồ kết thường vào 7 đến 8 giờ tối và dứt thông và xông trong khoảng thời gian từ 30 phút đến 1 giờ thì đấy là cái biện pháp thứ hai. Và biện pháp thứ ba là dùng thuốc để điều trị. Thì dùng thuốc điều trị anh dùng theo một cái phác đồ mà chúng tôi tư vấn như sau. Dùng kháng thể gum tiêm cho toàn bộ đàn gà, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và sau 3 ngày dùng kháng thể gum, dùng vaccine NDIB nhỏ cho toàn bộ đàn gà với liều gấp 2 lần so với liều phòng. Tôi lấy ví dụ là trong một ống vaccine hoặc trong một lọ vaccine người ta chỉ dẫn là dùng cho 1.000 gà hay phòng cho 1.000 gà, thì trong trường hợp này anh nhỏ cho 500 con gà thôi, thì đấy là với liều gấp đôi. Cùng với việc tác động vaccine thì dùng một trong các loại thuốc sau đây để trộn vào khẩu phần ăn hoặc pha với nước uống cho gà ăn hoặc là uống. Thứ nhất là timicosin, thứ hai hoặc là cefotaxim, thứ ba hoặc là erythromycin, và thứ tư có thể là dùng doxy 50, tức là một trong 4 loại thuốc này. Nhưng trên thực tế hiện nay 2 loại thuốc tốt nhất điều trị đó là timicosin và cefotaxim, thì anh nên kiếm 2 loại thuốc này để cho gà uống. Tất nhiên là một trong 2 loại thuốc này anh cần phải phối hợp một loại thuốc, đó là prednisolone. Prednisolone là một loại thuốc có tác dụng làm giảm kích ứng của vách phế quản và cũng có tác dụng giảm viêm rất tốt, cho nên cái hiệu quả điều trị cao và rút ngắn cái liệu trình điều trị.
Cái thuốc prednisolone này anh đến mua ở hiệu thuốc nhân y, một vỉ 10 viên anh tán nhỏ trộn cùng với timicosin hoặc cefotaxin, một vỉ 10 viên cho 2 tạ gà, tôi nhắc lại một vỉ 10 viên cho 2 tạ gà, rất ít thôi nhưng hiệu quả rất là cao. Và để giảm cái hiện tượng dịch để cho gà hen khẹt hoặc là sổ mũi thì anh dùng bromhexin liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm cho gà uống, đặc biệt để tăng cường quá trình tiêu hóa hấp thu cũng như là trợ sức trợ lực để cho đàn gà nhanh chóng hồi phục thì anh dùng glucocase thảo dược kết hợp với multivit C kết hợp với ADE và giải độc gân thận hòa với nước cho uống liên tục 10 đến 15 ngày. Với phác đồ trên sẽ khắc phục được cái hiện tượng trên đàn gà như anh mô tả. Câu hỏi của anh Trần Đức Trọng. Anh này có chia sẻ là khi mà gà bị trúng độc muối ăn, gà bị trúng độc muối ăn thì có cái hiện tượng rối loạn hô hấp hay là hiện tượng thở khó. Vâng, thưa anh Đức Trọng, đối với gà rất dễ bị trúng độc muối, đặc biệt là trường hợp mà khi mà tự phối trộn thức ăn, nếu mà có sự nhầm lẫn giữa bột cá mặn với bột cá nhạt. Bột cá mặn thì cái hàm lượng muối rất là cao và người ta thường để trộn vào cái khẩu phần thức ăn cho lợn, còn đối với gà là dùng cái bột cá nhạt với cái hàm lượng muối natri clorua rất là ít. Thế vậy thì khi mà gà bị trúng độc muối thì thường có cái biểu hiện như sau. Thứ nhất là gà uống nước nhiều. Thứ hai là cũng có hiện tượng là phải mỏ hen khẹt. Thứ ba là thức ăn cũng không tiêu. Và thứ tư gà cũng hiện tượng tiêu chảy, phân trắng, lỏng và thậm chí có lẫn máu. Và đặc biệt là gà có hiện tượng thở khó và sau một khoảng thời gian gà cũng chết. Và với biểu hiện này thì trên thực tế rất dễ nhầm lẫn với bệnh Newcastle hay còn gọi là bệnh gà dù. Cho nên trong trường hợp mà gà bị trúng độc muối ăn thì anh cần phải tiến hành theo một cái biện pháp như sau. Và anh có nói là tại sao khi mà trúng độc muối ăn thì gà này có hiện tượng thở khó hay là hiện tượng rối loạn hô hấp. Thưa anh và thưa bà con, khi mà trúng độc muối thì cái nồng độ muối cao ở trong máu thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cái hồng cầu, tức là nó sẽ làm cho cái hồng cầu bị teo nhỏ lại. Và khi hồng cầu bị teo nhỏ lại thì cái diện tích tiếp xúc với oxy rất là ít, do vậy mà cơ thể thiếu oxy mô bào. Chính vì vậy mà gà có cái biểu hiện rối loạn hô hấp và cái hiện tượng thở khó. Và để khắc phục cái hiện tượng này thì anh cần lưu ý, thứ nhất là phải kiểm tra lại thức ăn và loại bỏ thức ăn, không cho gà ăn tiếp tục các loại thức ăn đó nữa. Thứ hai là cho gà uống nước muối sinh lý. Tôi nhắc lại là dùng cái dung dịch nước muối sinh lý để cho gà uống. Và thứ ba, nếu mà với một cái số lượng ít thì chúng tôi cũng đã tiến hành, chúng tôi làm là mổ diều và sau đó bỏ những thức ăn cũ đi và dùng nước cất cũng như là nước sinh lý rửa sạch diều và khâu lại. Thì chúng tôi cũng đã tiến hành điều trị thử nghiệm với một số con như vậy thì cái hiệu quả điều trị rất là cao. Không những là muối ăn mà có hiện tượng là trúng độc một số các cái chất độc mà chúng tôi dùng cái biện pháp như vậy thì cũng có cái hiệu quả rất là cao. Thì đấy là cái hiện tượng mà trúng độc muối ăn trên đàn gà. Cho nên trong cái quá trình nuôi gà, anh cũng như bà con cần phải lưu ý khi mà cho gà ăn, đặc biệt là tự phối trộn thức ăn thì cần phải lưu ý tới cái lượng muối
trong quá trình trộn vào cái khẩu phần ăn hàng ngày cho gà. Vâng, anh Luân có câu hỏi, thầy cho em hỏi gà bị bệnh đầu đen có biểu hiện như thế nào và xin cái phác đồ điều trị. Thưa anh Luân, cái bệnh đầu đen đây là cái tên gọi của bà con chúng ta thường gọi, tức là khi mà gà bị bệnh thì có hiện tượng vùng đầu đen thâm, nhưng mà nếu nhìn kỹ thì không phải là đen thâm rõ đâu, mà nó có hiện tượng là hơi tím trên cái mào hoặc là tích hoặc là trên cái vùng da mắt thôi, chứ không toàn bộ vùng đầu. Thì đây là một bệnh ký sinh trùng, nhưng mà ký sinh trùng đường tiêu hóa, và cái mầm bệnh tác động chủ yếu lên gan và tác động lên ruột. Cái bệnh tác động lên gan thường gây nên cái hiện tượng là có trên bề mặt của gan nổi lên các cái nốt hoại tử, nó như là hoa hòe sần sùi nổi lên. Còn đối với ruột thì chủ yếu là ở manh tràng thì có hiện tượng đóng kén, hay nói hiện tượng là cái fibrin nó đóng chặt lại và có màu trắng. Vì vậy một số bà con thường gọi là có hiện tượng là ruột bị kén hay hiện tượng kén gà. Thì đấy là cái bệnh tích cũng như là mầm bệnh tác động đối với cái đường tiêu hóa, tác động chủ yếu lên gan và tác động chủ yếu lên ruột, đặc biệt là manh tràng. Thế thì gà bị bệnh đầu đen thường có cái biểu hiện như thế này. Gà có hiện tượng tiêu chảy, nhưng thực ra không phải là tiêu chảy như một số các bệnh truyền nhiễm khác, mà gà có cái phân của gà thì thường có cái hiện tượng là xanh lá cây, tức là nó xanh như là lá cây, và gà chết rải rác, đặc biệt là chết về ban đêm và buổi sáng. Đồng thời là cái hiện tượng là ăn kém, thức ăn không tiêu, và có hiện tượng là rút đầu vào cánh. Thì đấy là cái triệu chứng đối với gà khi mà mắc bệnh đầu đen. Và trên thực tế có rất nhiều người thường nhầm lẫn giữa bệnh đầu đen với bệnh ký sinh trùng đường máu. Thì bởi vì sao? Hai loại bệnh này thì nó có một cái triệu chứng tương tự giống nhau, và đồng thời lại cùng một loại thuốc điều trị, do nên rất nhiều người thường có sự nhầm lẫn. Nhưng đối với bệnh ký trùng đường máu, nó có một cái điểm khác biệt là màu và tích của gà có hiện tượng nhợt nhạt. Thứ hai là miệng hoặc mũi thường có dịch màu hồng chảy ra. Và thứ ba là phân của gà bị mắc bệnh ký trùng đường máu thường có màu gạch cua. Thì đấy là anh cũng như là bà con phải lưu ý phân biệt. Thế vậy thì đối với bệnh đầu đen thì thường xảy ra đối với gà mà chăn nuôi theo cái hướng chăn thả, nên là phải chăn nuôi theo hướng chăn thả. Chứ nếu mà chăn nuôi mà nhốt kín ở trong chuồng thì cái tỷ lệ mắc bệnh đầu đen rất là thấp, mà chủ yếu xảy ra đối với đàn gà là chăn nuôi chăn thả ở vùng đồi hoặc là vùng thả vườn. Thì đấy là cái bệnh đầu đen. Thế vậy thì để mà điều trị bệnh này thì anh cũng như bà con cần phải lưu ý mấy vấn đề sau đây. Vấn đề thứ nhất là cải thiện lại cái môi trường chăn nuôi. Thế vậy thì cải thiện lại môi trường chăn nuôi là gì? Cái nơi mà chăn thả gà thì phải dùng cuốc xới nhẹ cái mặt đất lên, và sau khi mà xới nhẹ mặt đất thì lấy vôi bột rắc lên cái vùng, cái khu vực đất mà chúng ta đã xới nhẹ lên. Và cái công việc này nên tiến hành vào buổi tối. Tại sao tiến hành vào buổi tối? Thì ở trong cái buổi tối này, ở cái điều kiện khí hậu nó ẩm, cho nên là vôi nó sẽ dính chặt xuống cái vết cuốc, vết xới nhẹ. Ngày hôm sau nếu mà chúng ta thả gà ra, gà có bới hoặc tãi
thì cái vôi bột nó sẽ không bụi và gà không hít phải vôi để mà bị bệnh ở đường hô hấp. Vì vậy phải tiến hành vào buổi tối là như vậy. Thế vậy cái việc rắc vôi bột ở đây vừa có tác dụng để diệt cái mầm bệnh hay là diệt cái trứng giun kim mà có mang mầm bệnh gây bệnh đầu đen, đồng thời cũng là một cái loại mà diệt được cái vi khuẩn trong môi trường. Như vậy nó có hai tác dụng. Đồng thời anh dùng với cái loại thuốc như sau. Anh dùng thuốc đặc trị đối với bệnh đầu đen thì thuốc đặc trị đối bệnh đầu đen có thể dùng một trong các loại thuốc sau đây, ví dụ như là Su-99 hoặc là Chi-Sun-Pha hoặc là những chế phẩm có Sulfamurometoxin. Cùng với việc dùng thuốc điện giải glucagase cộng với thuốc vitamin tổng hợp cộng với giải độc gan thận, sau đó dùng dung dịch thuốc tím cứ 1 gram pha với 10 lít nước. Rồi, đây, cái phần trên, ngoài cái biện pháp mà cải thiện cái môi trường chăn nuôi thì anh dùng một cái phác đồ mà chúng tôi giới thiệu cho anh như sau. Thuốc thứ nhất là thuốc đặc trị đối với mầm bệnh của bệnh đầu đen, đó là anh dùng Su-99 hoặc Chi-Sun-Pha hoặc là những chế phẩm có Sulfamurometoxin. Anh trộn vào khẩu phần ăn liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm và điều trị liên tục 5 đến 7 ngày. Cùng với việc mà dùng thuốc đặc trị thì anh dùng thuốc bồi bổ cơ thể, trợ sức trợ lực và đặc biệt là thuốc giải độc gan thận thì anh dùng điện giải glucagase thảo dược kết hợp với multivit C hoặc là super vita hoặc là polyvitamin kết hợp với ADE và kết hợp với giải độc gan thận, ví dụ như boganic, boganoc hoặc là forentic. Anh hòa với nước sạch cho gà uống liên tục và uống tự do 10 đến 15 ngày. Thế vậy thì với cái phác đồ điều trị là cho uống thuốc đặc trị từ 5 đến 7 ngày, anh dùng dung dịch thuốc tím. Khi dùng dung dịch thuốc tím, anh pha 1 gram thuốc tím, anh pha với 10 lít nước sạch cho gà uống liên tục 2 giờ liền. Và sau 2 giờ nếu mà vẫn còn dung dịch thuốc tím thì anh phải đổ đi, không cho gà uống tiếp nữa. Nếu mà cho gà uống tiếp nữa thì là sẽ có chuyện đối với đàn gà. Thế vậy thì rất nhiều các trang trại, các nông hộ chỉ dùng thuốc đặc trị, điều trị, tức là dùng những chế phẩm có sulfamonometoxin điều trị 5 đến 7 ngày cùng với thuốc trợ sức trợ lực nâng cao sức đề kháng và bồi bổ cơ thể. Sau đó là thôi, không dùng một cái loại thuốc nào nữa. Và chính vì vậy, thì thường nói là bệnh đầu đen rất khó điều trị và nó rất hay bị kế phát lại. Đó là do bà con không dùng dung dịch thuốc tím sau khi đã dùng thuốc đặc trị đối với bệnh đầu đen. Thế vậy thì cái dung dịch thuốc tím, tại sao chúng ta phải dùng dung dịch thuốc tím? Cái dung dịch thuốc tím này nó có tác dụng diệt những trứng giun kim đang mang mầm bệnh gây bệnh đầu đen ở trong đường tiêu hóa. Thế còn những cái thuốc mà đặc trị thì là tác động đối với mầm bệnh trưởng thành chứ không có tác dụng để gì diệt trứng giun kim mà có mang mầm bệnh gây ra bệnh đầu đen. Do vậy, ngoài cái việc mà dùng thuốc để mà
diệt cái mầm bệnh trưởng thành thì còn phải dùng dung dịch thuốc tím để diệt cái trứng của dung kim mà có mang cái mầm bệnh của cái bệnh đầu đen. Có như vậy thì bệnh sẽ không tái phát trở lại, còn nếu không thì bệnh sẽ tái phát trở lại. Bởi vì sao? Là trứng dung kim mang cái mầm bệnh của cái bệnh đầu đen thì lại tiếp tục nó phát triển và thành ý trưởng thành và tác động vào đường tiêu hóa và gây nên bệnh đầu đen. Vì vậy mà cái biện pháp mà điều trị bệnh đầu đen một cách triệt để thì ngoài cái việc mà dùng thuốc điều trị diệt cái mầm bệnh trưởng thành, cần phải cho gà uống cái dung dịch thuốc tím. Và một vấn đề nữa, sau đó cần phải tẩy dung cho gà, tức là khi mà điều trị như vậy xong rồi thì là phải dùng thuốc tẩy giun cho gà. Thì cái tẩy giun đây là tốt nhất là dùng menbenazone để tẩy, hoặc nếu không thì dùng ivermectin để tẩy cho gà, và phải tẩy 2 lần cách nhau 3 đến 4 ngày. Anh Tuấn Kiệt có đưa câu hỏi: heo con cai sữa 20 kg, chân trước có hiện tượng sưng to và tím, ăn uống bình thường, xin thầy tư vấn. Vâng, thưa anh Tuấn Kiệt, đây là cái hiện tượng viêm khớp do nhiễm khuẩn, và cái bệnh viêm khớp do nhiễm khuẩn ở lợn thường xảy ra rất nhiều với cái tỷ lệ rất là cao, đặc biệt là lợn đang tháo mẹ cũng như là lợn sau cai sữa. Để khắc phục hiện tượng này thì anh cần phải tiến hành các bước sau đây. Bước thứ nhất là cải thiện lại môi trường chăn nuôi, tức là gì, chuồng nuôi phải thường xuyên sạch sẽ khô ráo, thì đấy là cái thứ nhất. Và thứ hai là trong trường hợp nếu mà nuôi chuồng nền trong những ngày ẩm ướt thì cần phải có những cái sạp tre hoặc là sạp gỗ để cho lợn nằm, và nếu có điều kiện thì dùng cái đèn hồng ngoại để sưởi cho đàn lợn trong những ngày giá lạnh và trong những ngày ẩm ướt. Thì đấy là cái thứ nhất mà anh cần phải tiến hành, tức là phải cải thiện lại môi trường chăn nuôi. Và thứ hai là cải thiện lại cái khẩu phần thức ăn. Thì cải thiện lại khẩu phần thức ăn ở đây là gì? Là trong khẩu phần thức ăn thì anh cần phải bổ sung perimic khoáng, tức là bổ sung khoáng dưới dạng perimic, và bổ sung vitamin ADE dưới dạng perimic anh trộn vào khẩu phần ăn cho lợn ăn liên tục từ 10 đến 15 ngày. Thì đấy là cái bước thứ hai. Và bước thứ ba, anh dùng cái thuốc sau đây để anh điều trị. Anh có thể dùng gentamicin. Hoặc có thể là dùng santatino. Hoặc có thể là dùng Lanspec. Hoặc có thể dùng Amoxicillin. Đồng thời anh phải dùng cái thuốc mà giảm viêm, giảm viêm là diclofenac, và thuốc trợ sức trợ lực là vitamin C kết hợp với B1 kết hợp với caffeine. Thì cái thuốc là cái phác đồ mà điều trị bệnh viêm khớp ở lợn mà chúng tôi cũng đã giới thiệu cho rất nhiều các nông hộ, rất nhiều bà con điều trị theo một cái phác đồ như thế này hiệu quả rất là cao. Việc đầu tiên là dùng thuốc để diệt cái vi khuẩn. Thì những loại thuốc kháng sinh châu đây rất tốt đối với vi khuẩn viêm khớp, như là gentamicin hoặc là gentatilo hoặc là lanspec hoặc là lancospec hoặc là amoxicillin. Một trong loại thuốc này tiêm bắp cho lợn ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, và để giảm cái hiện tượng mà viêm khớp hay là dùng thuốc giảm viêm. Thì nhiều người dùng thuốc giảm viêm là dexamethasone nhưng không tốt bằng diclofenac. Diclofenac mà phải dùng dạng tiêm,
tiêm cho lợn ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và dùng thuốc trợ sức trợ lực nâng cao sức đề kháng bồi bổ cơ thể như vitamin C kết hợp B1 kết hợp với caffeine tiêm cho lợn ngày một lần. Và dùng vitamin ADE, trong trường hợp này là ADE là tiêm cho lợn ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và với cái phác đồ này điều trị liên tục 5 ngày liền sẽ khắc phục được cái hiện tượng viêm khớp trên đàn lợn như anh mô tả. Chúc anh xử lý thành công. Anh Hạnh Lê có câu hỏi như sau. Heo con tầm 15kg vừa mới bắt về, họ chưa tiêm vaccine đầy đủ thì mình nên trộn kháng sinh nào để phòng bệnh tiêu hóa và hô hấp là tốt nhất? Vâng, thưa anh, cái vaccine ở đây là để phòng một số các bệnh truyền nhiễm. Thế còn kháng sinh ở đây là chỉ có tác dụng là điều trị dự phòng một số các bệnh, chứ không phải là để phòng được một số các bệnh truyền nhiễm. Cho nên anh cần phải lưu ý. Và tôi nhắc lại, kháng sinh không phòng được bệnh mà chỉ có tác dụng điều trị dự phòng. Và điều trị dự phòng ở đây là chỉ có tác dụng một số bệnh thôi, chứ không phải hoàn toàn các bệnh. Vì vậy anh cũng như bà con cần phải lưu ý, không lạm dụng kháng sinh trộn vào khẩu phần ăn để phòng một số các bệnh như bà con nghĩ. Và nếu dùng như vậy thì sẽ gây nên cái hiện tượng kháng thuốc đối với vi khuẩn, đồng thời là gây nên hiện tượng là thực phẩm có tồn dư kháng sinh. Và khi mà thực phẩm có tồn dư kháng sinh mà người ăn vào thì ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của con người. Vì vậy mà anh cũng như bà con cần phải lưu ý. Thế còn thì trong một số trường hợp mà người ta sử dụng cái kháng sinh để mà điều trị dự phòng cái bệnh ở đường tiêu hóa cũng như là ở đường hô hấp, thì ở đường tiêu hóa người ta thường dùng ví dụ như là dùng tetracycline hoặc là oxy tetracycline. Thế còn thì bệnh ở đường hô hấp thì trong trường hợp đấy là đã có biểu hiện, nên tôi nhắc lại, nó đã có biểu hiện của cái hiện tượng là ho, của hiện tượng là khó, thì người ta thường dùng một số các cái thuốc ví dụ như là doxy 50 hoặc là amoc 50 hoặc là dùng erythromycin, người ta trộn vào khẩu phần ăn hàng ngày cho ăn. Thì nó có tác dụng là điều trị dự phòng nhé, chứ không phải là phòng được bệnh, và nên nhớ như vậy. Thế còn thì trong trường hợp mà để mà hạn chế được cái bệnh xảy ra khi mà không tiêm vaccine thì cái việc tốt nhất là phải nâng cao sức đề kháng bằng cách định kỳ bổ sung các loại vitamin, bổ sung các cái men tiêu hóa vào cho cơ thể lợn để nó nâng cao sức đề kháng cũng như là bồi bổ cơ thể và tăng cường quá trình tiêu hóa hấp thu, thì nó sẽ hạn chế được cái một số các bệnh xảy ra. Và tôi nhắc là phòng bệnh tốt nhất là phải dùng vaccine. Câu hỏi tiếp theo là của Nguyễn Hoa Tiếp. Nhà em nuôi một con lợn để gây nái, giờ nó hơn 8 tháng và nặng 130kg và không thấy đến giống. Em hỏi cách xử lý. Vâng, đối với lợn, nếu mà giống mà ba máu hay là lợn ngoại thì thường là 8 tháng là phải động dục rồi. Thế còn đối với lợn nội, lợn nội thì là 6 tháng là phải động dục rồi. Thế vậy thì đối với con lợn này đã 8 tháng và đã nặng 130kg mà không thấy đến giống thì đây cũng là một vấn đề. Nếu vậy thì để khắc phục hiện tượng này thì tôi tư vấn cho anh như sau. Anh kiểm tra xem lại, trong trường hợp này thì lợn quá béo, có thể là quá béo, và quá béo thì cũng sẽ ảnh hưởng tới quá trình động dục và quá trình đến giống.
Thứ hai là có thể là do bị ảnh hưởng một số các cái trường hợp sau đây. Như vậy là trong quá trình chăn nuôi khi bổ sung các cái vitamin, đặc biệt là vitamin A, D, E và các cái nguyên tố khoáng, và một số các cái bệnh mà có ảnh hưởng tới cái quá trình động dục. Để khắc phục hiện tượng trên thì theo tôi anh cần tiến hành này. Thứ nhất là bổ sung khoáng này, bổ sung vitamin, đặc biệt là vitamin A, D, E này, và cho con lợn cái này tiếp xúc với lợn đực hàng ngày. Và việc bổ sung khoáng, vitamin A, D, E và các cái vitamin tổng hợp liên tục trong vòng 10 đến 15 ngày, cùng với việc mà tiếp xúc đối với lợn đực 10 đến 15 ngày, sau đó là dùng thuốc kích dục tiêm cho lợn, và anh tiêm theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, sau đó anh theo dõi. Thì nếu mà lợn động dục thì anh cho lợn phối giống, và trong trường hợp mà cho phối giống ở đây là anh phải phối giống kép, tức là phối 2 lần hoặc 3 lần mỗi lần, cách nhau từ 6 đến 12 giờ. Còn với cái biện pháp mà tôi nêu trên mà lợn không động dục thì tốt nhất là anh loại thải thì con nái lại để nuôi con nái khác. Câu hỏi tiếp theo là Lê Nguyệt. Thầy cho em hỏi cách xử lý ruồi quá nhiều tại chuồng bò. Vâng, cái ruồi này không những là ở bò mà ở lợn, ở gà và ở dê. Chúng tôi cũng đi rất nhiều nơi, ví dụ như ở Quốc Oai, chúng tôi đi tới một số các cái trang trại gà thì đến gần cổng thôi thì ruồi nó bâu kín mặt. Hoặc là vừa rồi chúng tôi đi vào cái trại dê ở Kon Tum, khi xuống một số các cái chuồng nuôi thì ruồi nó bâu kín mặt. Hoặc là vừa rồi chúng tôi xuống cái trại gà dưới Nam Sách hoặc là ở dưới Thanh Hà cũng như vậy. Thế vậy thì cái việc xử lý như thế này là anh phải dùng chị phải dùng cái thuốc mà diệt côn trùng. Cái thuốc diệt côn trùng ở đây có rất nhiều, nhưng hiện nay trên thực tế có một số loại thuốc của An Vét, ví dụ như là Hantox 200 hoặc là Hantox Spoon hoặc là Hantox Spray phun vào cái chuồng nuôi, tức là vào cái chỗ mà chất thải đấy nha, phải phun trực tiếp vào chất thải. Và lưu ý là phun vào ở cái chất thải mà ở cái giai đoạn mà nó đang còn là nhộng nha, đang còn là con nhộng hoặc là một số người thường gọi là bọ, thì lúc đó mới hạn chế được ruồi. Chứ nếu mà phun mà để diệt ruồi trưởng thành rồi thì không có hiệu quả. Nó chỉ là chết một số con này, nhưng mà trong khi đó là con nhộng lại vẫn tiếp tục, nó lại phát triển lên. Cho nên phải phun ngay vào cái chỗ chất thải mà có đang còn có những con nhộng hoặc là đang còn có những con bọ mà một số người gọi thì mới có tác dụng. Vâng, với cái câu hỏi vừa rồi cũng đã kết thúc cái phần tư vấn trực tiếp. Sau đây tôi tư vấn cho bà con một số các cái trường hợp mà sử dụng thuốc trong quá trình phòng cũng như trong quá trình nâng cao sức đề kháng, bồi bổ cho cơ thể để tăng cái năng suất chăn nuôi và cũng như là khống chế dịch bệnh. Vâng, với một cái loại thuốc sau đây thì thuốc đó là Sacan Sopiton cộng B12. Thì đây là một cái loại thuốc có tác dụng rất tốt đối với việc giải độc gan, thận, lách và chống cái hiện tượng suy thận, táo bón và cái hiện tượng sốc phân. Hay nói một cách khác, đây là một loại thuốc có tác dụng là tăng cường giải độc và trợ sức trợ lực, nâng cao sức đề kháng, bồi bổ cho cơ thể trong những trường hợp khí hậu khắc nghiệt như là oi bức, hoặc là trong những trường hợp gia súc bị bệnh mà cơ thể bị suy nhược.
Thì đối với các đối với thuốc này, thành phần của nó bao gồm sorbitol. Đây là cái loại thuốc mà đây là một cái dược chất mà có tác dụng bồi bổ cơ thể rất tốt. Vitamin B12 cũng có tăng cường bổ máu. Lysine là có tác dụng rất tốt đối với chuyển hóa trong cơ thể và tác động đối với gan. Methionine cũng có tác động rất tốt đối với gan và tăng cường giải độc của gan và tăng cường cái chức năng gan. Vitamin B12 bổ máu và tăng cường số lượng hồng cầu, và đặc biệt là ý đường lacto hoặc là đường dextro thì đây có tác dụng là cung cấp cái năng lượng cho cơ thể. Nói tóm lại là sacan sorbitol B12 là thuốc mà bồi bổ cơ thể, trợ sức trợ lực, nâng cao sức đề kháng và tăng lực cho vật nuôi khi những vật nuôi bị những bệnh mà bị suy nhược cơ thể, ăn kém, và đây là một loại thuốc mà hồi phục những vật nuôi rất là nhanh. Và tôi giới thiệu cho bà con lưu ý trong quá trình chăn nuôi mà khi mà vật nuôi mắc bệnh mà có cái hiện tượng suy nhược thì dùng cái loại thuốc này có tác dụng là hồi phục vật nuôi rất là nhanh. Thời gian tư vấn trực tiếp của chúng tôi đã hết, và hay nói một cái khác đã đủ trong vòng một tiếng, và những câu hỏi mà chúng tôi chưa trả lời hết được thì chúng tôi sẽ xin trả lời tiếp vào các cái buổi tư vấn trực tiếp hay là buổi live stream buổi sau. Một lần nữa xin chào bà con và kính chúc bà con một buổi tối vui vẻ, và chúc bà con có một sức khỏe tốt, đồng thời trong quá trình chăn nuôi luôn nâng cao được cái hiệu quả chăn nuôi và khống chế tốt được dịch bệnh. Và cũng cảm ơn bà con luôn theo dõi cái chương trình tư vấn trực tiếp của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn.